Chào các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học bài số 13 các em nhé. In the Maths Class, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề trong lớp học toán. Cùng mời các em chúng ta cùng học từ vựng ngày hôm nay nhé. Now listen and repeat. Các em hãy cùng nghe xem từ này chúng ta được đọc như thế nào nhé. An. Chữ này tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là an. N và âm của nó là giống như chữ N, nhưng mà các em đừng có đọc cái N, chữ N ra. Đó. Và đầu tiên, các em thân mến, chúng ta sẽ học số 11 các em nhé. Now listen and repeat. 11. 11. 11. 11. 11. Các em cùng nghe cô đánh vần nhé. E L E V N 11. Tiếp theo chúng ta có số 15. 15. 15. Các em nhớ chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết số 2 nhé. 15. 15. Nào các em cùng nghe cô đánh vần. E chúng ta đọc là fifth. Fe chúng ta đọc là e và teen. 15. Now repeat. 15. 15. 15. Tiếp theo chúng ta có số 14. 14. 14. 14. Chúng ta có số 4 là 4. Sau đó các em sẽ thêm cho cô chữ teen là 14. 14. 14. 14. Tiếp theo chúng ta có số 13. 13. 13. 13. Chúng ta đọc là third. Sir. Và từ này chúng ta đọc teen. 13 là 13 các em nhé. 13. 13. Và số cuối cùng ngày hôm nay là số 12. 12. 12. Như vậy cái chữ này hơi khó đọc đúng chứ nào các em? T W L. Chúng ta đọc là 12. Âm cuối của nó là âm V. Âm E cuối cùng chúng ta không đọc các em nhé. 12. Now listen and repeat. 12. 12. 12. 12. Good. Bây giờ chúng ta cùng vào bài nào. 1. Listen and repeat. Trong bài 1 các em sẽ cùng nhau nghe và lặp lại. An. 11. 11. 11. 14. 14. 14. 13. 13. 13. 15. 15. 15. Trong bài 2, các em sẽ cùng nhau chỉ vào bức tranh và đọc to. Bây giờ cô chỉ vào số, các em hãy đọc to cho cô nhé. Nào, số 11 nào. 11. 11. 11. Số 14 nào. 14. 14. Số 13. 13. 13. Và số 15. 15. 15. Trong bài 3 các em hãy cùng nhau lắng nghe và hát cho cô. Chúng ta có 11 là số bao nhiêu các em? Chúng ta có 11 là số 11 đúng chứ nào? 13. 13 là 13 các em nhé. How many balls? Chúng ta có từ how many có nghĩa là bao nhiêu. Balls là những quả bóng.
How many balls? 11 or 13? 11 hay 13 nào các em? Các em hãy cùng nhau đếm nhé. 11 or 13. Tiếp theo chúng ta có 14 là 14. 14. 15. 15 là 15. How many doors? Có bao nhiêu doors là búp bê các em nhé? Doors. 14 or 15? 14 hay là 15 nào? 14 or 15? Các em hãy cùng nhau nghe nhé. Eleven. Thirteen. How many balls? 11 or 13? 14. 15. How many dolls? 14 or 15? Trong bài 4, các em sẽ cùng nhau nghe và tích vào đáp án đúng từ cô. 1A, chúng ta có 13 là 13, 13. 11 là 11, 11. Các em hãy cùng nhau nghe và tích vào đáp án đúng cho cô nhé. 1. Can you see the number 13? 1. Can you see the number 13? Can you see the number 13? Các em có nhìn thấy số 13 không? Can you see the number 13? Như vậy đáp án của chúng ta là 1A. 2. Chúng ta có number 14 là số 14 và number 15 là số 15. Các em cùng nghe và đánh vào cho cô số đúng nhé. 2. Can you see the number 15? 2. Can you see the number 15? Can you see the number 15? 15. Như vậy số 15 là số mấy các em? Good. 15 là số 15 đúng không nào? 2B. Trong bài 5 các em sẽ cùng nhau viết và đọc cho cô. Chúng ta cùng điền âm và đọc nhé. 11. 11. 13, 13. 14, 14. 15, 15. Trong bài 6 các em sẽ cùng nhau lắng nghe và lặp lại. Mẫu câu ngày hôm nay chúng ta học là đây là số mấy các em nhé? What number is it? What number is it? What là cái gì? Number là số, is it là cái này. What number is it? Chúng ta sẽ trả lời là it's cộng với số các em nhé. It's 12. It's 12 là số 11. It's 12. What number is it? What number is it? What number is it? Chúng ta sẽ nối cái chữ is với chữ is it và đọc là it. What number is it? It's 11. It's 11. Đây là số 11. Okay. It's 11. Trong bài 7 các em sẽ cùng nhau thực hành nói cho cô. Các em sẽ cùng nhau hỏi mẫu câu là what number is it? What number is it? A. A, chúng ta có số 12 là 12. Như vậy chúng ta sẽ trả lời là it's các em nhé. Họ hỏi is it thì chúng ta sẽ trả lời là it's cộng với lại số 12, chúng ta có 12. 12. It's 12. B, chúng ta có 13 là 13. 13. Sau đó chúng ta thêm chữ teen vào, đọc là 13. What number is it?
is 13. Is 13. Câu C chúng ta có 14 là 4. Sau đó chúng ta sẽ thêm cái chữ teen vào và đọc là 14. 14. What number is it? Is 14. Is 14. Câu D chúng ta có số 15 là 15. 15. Sau đó các em sẽ thêm cho câu chữ teen. 15. 15. What number is it? What number is it? Is 15. Is 15. Trong bài 8 các em sẽ cùng nhau hát cho cô nhé. Mến, như vậy là bài của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo nhé. Goodbye.